Chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã truy cập vào video của tôi. Và hôm nay tôi cực kỳ hào hức để review cho các bạn một trong những chiếc thắt lưng mà tôi đánh giá rất cao. Đó chính là chiếc Deluxe Buckle Driver của Kamen Rider Game. Thì phải nói là chưa bao giờ mà tôi có một cái hứng thú với một cái thắt lưng đặc đến như vậy, bởi vì nó có rất nhiều chức năng, rất nhiều điều đặc biệt. Vậy thì tôi sẽ nói rõ hơn trong phần review. Về cái hộp thì phải nói rất là to. Chúng ta có hình ảnh của game level 10 ở đây, hoặc cho đến thời điểm này là level X. Chúng ta có hình ảnh sản phẩm ở đây, cùng với hình ảnh quảng cáo chiếc Dangerous Zombie Gunshot. Mặt bên này chúng ta có hình ảnh của game level 10 cùng thiết bị. Mặt sau chúng ta có các thông tin hay ho về sản phẩm này. Mặt trên cũng không gì lắm. Mặt bên cạnh thì chúng ta có hình ảnh của game level 2 cùng với Graphite Baxter. Và như các bạn biết thì chiếc thắt lưng này vừa có chức năng như là một thứ vũ khí nữa, thì bạn biết rồi phải không? Thì mặt lớn chúng ta hình ảnh của game level 10 hoặc là game mu, tùy vào cách phát âm của mỗi người. Thì đó là hộp của chiếc thắt lưng này, khá là thú vị. Vậy thì hãy cùng mang chiếc thắt lưng này ra và xem liệu nó có xứng đáng với mong đợi của tôi hay không. Và đây là tất cả những gì chúng ta có được sau khi lấy ra khỏi hộp. Đầu tiên chúng ta có thứ rất là quan trọng, đó là chiếc Gashacon Buckle Visor. Cùng với đó chúng ta có cái tay cầm này để sử dụng chiếc Gashacon Buckle Visor như một thứ vũ khí. Chúng ta còn có chiếc, nếu tôi không nhầm là chiếc Zombie Buckle, là để sử dụng cái Buckle Visor này như là một cái thắt lưng. Và đó là thắt lưng thì không phải là thiếu dây được. Chúng ta có hai cái dây. Và quan trọng nhất đó là Gashot. Và phải nói là tôi khá là thích chiếc Gashot này. Chúng ta có hình ảnh của game ở đây, Dangerous Zombie. Và Gashot này nó có một cái màu trắng ngọc trai khá là đẹp. Mặt bên này chúng ta có tên của game như các bạn đã biết. Và ở mặt kính thì nó khá là khác so với các Gashot thông thường. Như là tôi có cái Title Quest thì bạn thấy là hình ảnh hiển thị trên hai cái Gashot này khác hẳn nhau. Vậy khi mà chúng ta ấn vào đây chúng ta sẽ có vài âm thanh. Đó chính là vậy thì hãy thử xem chiếc Gashot này khi mà dùng với Gamer Driver sẽ tạo ra những âm thanh như thế nào. Về chiếc Buckle Driver hay là Gashacon Buckle Visor thì phải nói là chi tiết của nó khá là đẹp. Chúng ta có màu sơn tím metallic khá là nổi bật, cùng với hai nút AB ở đây được sơn cũng metallic và phải nói là cực kỳ đẹp và nổi. Tôi khá thích thiết kế của cái thứ này, nó gợi cảm giác như một cái máy chơi game vậy. Vậy thì hãy cùng check qua vài âm thanh của nó nhỉ. Chúng ta có nút bật tắt ở đây. Sau khi bật lên thì nó sẽ nói tên để đề phòng bạn quên mất. Thì trong phim, nửa đầu của phim thì chiếc Gashacon Buckle Visor này được sử dụng như một thứ vũ khí bởi Kamen Rider Gemu và sử dụng như một thiết biến hình đối với Graphite Baxter. Vậy thì nếu như bạn ấn nút B ở đây thì bạn sẽ có vài âm thanh, đó là
Nó lên dạng một âm thanh lan truyền virus vậy, khá là thú vị. Nếu bạn hay ấn nút AB cùng một lúc thì sẽ có âm thanh. Và nếu như bạn ấn nút A thì bạn sẽ bắt đầu âm thanh chờ để biến hình thành Graphite Buster. Tại sao bạn sẽ dùng đến cái tay cầm này và gắn vào một trong hai chỗ này? Wow, thực sự là rất là ngầu phải không? Mà điều tôi khá thích với chiếc tay cầm này nó là nó rất là to. Thế nên với những người tay to như tôi thì không quá khó khăn khi mà sử dụng thứ này. Vậy thì khi mà bạn cắm này vào thì bạn sẽ có chiếc Gashacon Backvisor như một cái vũ khí. Chúng ta có hai dạng là dạng súng laser và dạng cưa máy. Vậy thì ở dạng súng laser bạn ấn nút A này nó sẽ phát ra vài âm thanh bắn súng. Nếu bạn ấn nút B thì nó sẽ có âm thanh kiểu Final Attack. Để chuyển đổi giữa hai dạng, bạn sẽ ấn vào đây để tháo cái tay cầm ra và đổi sang chiều vũ khí bạn muốn. Và khi bạn cắm vào thì nó sẽ phát ra âm kiểu cue in, nghĩa là âm thanh của tiếng cưa. Tôi hiểu vì sao nữa. Nếu khi bấm vào đây bạn sẽ có tiếng cưa. Và nếu ấn vào đây bạn sẽ có đòn tấn công gì đó. Khá là hay. Nếu bạn gắn lại thì bạn sẽ có âm thanh chu đòn là tiếng của súng laser. Và khi mà ở sử dụng thứ này như một cái vũ khí thì nó sẽ không hề có không hề có ánh sáng nào hết. Và nếu như mà bạn cắm gas vào thì nó chỉ phát ra âm thanh của level 3. Tức về cơ bản, bạn không phải dùng chiếc gas này để kích hoạt đòn tấn công trong thiết bị này. Và như chúng ta đã biết, sau khi tạo ra được chiếc Dangerous Zombie Gashat thì Dan Kuruto đã sử dụng cái thứ này để biến chiếc Gashacon Backvisor thành thắt lưng. Vậy thì cái thứ này được gọi như tôi biết là Zombie Buckle. Về thiết kế thì nó khá là đẹp bởi vì nó cũng chẳng có gì cả. Nó là một cục nhựa màu đen to đùng với một số họa tiết. Ngoài ra bạn có một cái thắt lưng ở đây để luồn qua. Cá nhân tôi nghĩ thì thắt lưng này nó khá là nhỏ và như yeah, nó cũng tôi chẳng biết nó lởm dởm kiểu gì ấy. Thế nhưng bạn vẫn thể luồn qua để tạo thành một cái thắt lưng, và đây là thành quả của bạn sau khi luồn dây qua, cũng phải nói là cũng khá là ấn tượng. Vậy để bắt đầu quá trình biến hình giống trong phim, chúng ta sẽ gắn chiếc Backvisor này vào đây. Và hãy cùng biến hình nào. Và đó là âm thanh biến hình của chiếc driver này. Phải nói là cực kỳ ngầu. Chúng ta có hiệu ứng biến hình rất là đẹp với hình ảnh một con zombie nhảy múa, gợi nhớ đến một ai đó. Và thực sự tôi rất thích thứ này. Và để kích hoạt âm thanh đòn tất sát thì bạn sẽ ấn hai nút AB này cùng một lúc. Sau đó bạn nhấn A hoặc B để chọn tuyệt chiêu bạn muốn.
Và nếu như các bạn tò mò thì khi mà sử dụng thắt lưng này với các gashat thông thường thì nó sẽ tạo ra những âm thanh level 3 có sẵn trong các gashat đó, ví dụ như là chiếc Shaka Ricky Sport này. Và đó là về cơ bản tất cả chức năng của chiếc Buckle Driver này. Cá nhân của tôi thấy thì đây là một thứ thiết bị khá là độc đáo và đa chức năng, khi mà nó vừa có công dụng như là một thứ vũ khí, vừa có thể giúp bạn biến thành một con Buckster mà chết ở bài đầu trong phim, vừa có thể giúp bạn biến hình thành Kamen Rider Game level 10 hoặc là level X, một nhân vật khá là ngầu đúng không? Và phải nói là âm thanh của thứ này nó nghe là rất là phê nữa. Và thiết kế của Kamen Rider Game level 10 thì rất là ngầu rồi. Và cái chủ đề zombie này thì thực sự là rất mới mẻ. Và tôi nghĩ là chưa bao giờ mà một cái thiết bị mà lại có đa chức năng như vậy. Và không giống như các dòng đồ chơi Kamen Rider gần đây, khi mà bạn mua một thắt lưng thì bạn phải bỏ thêm một đống tiền nữa để mua các thứ đi kèm, như là bạn phải bỏ tiền mua thêm icon, hay bạn phải bỏ tiền mua thêm gashat, hay bạn phải bỏ tiền mua thêm những cái thứ đi kèm để làm cho thắt lưng nó thỏa hết các chức năng. Thì với thứ này bạn chỉ cần mua như này là bạn xong, là bạn về cơ bản là bạn đã có thể trở thành Kamen Rider Game level 10. Vậy thì thực sự điều đó rất là hữu ích với những bạn mà tài chính eo hẹp mà muốn có một thứ gì đó đa chức năng. Và nếu mà khuyên thì tôi chắc chắn là bạn phải có thứ này trong bộ sưu tập của bạn, vì giá thành của nó đang càng ngày càng tăng, và tôi nghĩ rằng trong tương lai này rất là hot nữa. Vậy thì cảm ơn các bạn đã xem video này. Đừng quên subscribe channel của tôi bằng cái ấn vào biểu tượng ở đây. Và nếu các bạn quan tâm tìm hiểu về thứ này, bạn có thể check qua ở đối tác của tôi ở bên Sakana Hobby Shop, một cửa hàng khá là uy tín và chất lượng. Vậy cảm ơn các bạn đã xem video này. Trước khi kết thúc, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến bạn V Games, một trong những người subscribe channel của tôi. Bạn ấy là người nhắc tôi về việc review thứ này. Và cảm ơn các bạn đã xem. Đừng quên like nhé. Bye.